Ba gương mặt danh giá của câu lạc bộ bóng đá NYC là David Villa, Andre Pirlo và Frank Lampard đã có mặt tham dự buổi lễ khai trương đi vào hoạt động ba chiếc xe buýt 2 tầng được thiết kế mang tên họ tại New York hôm qua ngày 22 tháng 9. Sau sự ra đi của David Beckham từ Major League Soccer, bộ ba này trở thành những cái tên sáng giá trong làng bóng đá Mỹ. Tuy nhiên, đường vào playoff hiện tại của NYC sẽ rất khó khăn với 3 trận đi và chỉ có 1 trận tại sân nhà ở sân vận động Yankee. Trả lời phỏng vấn vào ngày hôm qua, huấn luyện viên trưởng của đội bóng bầu dục Fiji, ông John McKee cho biết, mặc dù có mở màn không may mắn tại giải bóng bầu dục thế giới năm 2015, tuy nhiên ông vẫn tin tưởng đội bóng mà mình dẫn dắt sẽ làm nên sự bất ngờ tại trận gặp đội tuyển Úc vào hôm nay. Fiji đã đụng độ với đội tuyển Anh tại Twickenham vào thứ 6 tuần trước. Với tỷ số 35-11, quả thực là một đòn giáng tâm lý trước thềm giải đấu quy mô lớn như vậy. Đội nào chiến thắng trong trận hôm nay cũng sẽ gây áp lực lên đội Anh và Wales ở trận đấu xếp hạng cuối vào thứ 6 ngày 26 tháng 9 tới đây. Theo báo chí Tây Ban Nha, với phát biểu nói rằng tiền đạo Cristiano Ronaldo chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi đã huấn luyện của huấn luyện viên Rafael Benitez trước đây, những phát biểu đó đã khiến chân sút Bồ Đào Nha này không hài lòng bởi tiền đạo này luôn muốn ở vị trí số 1. Trước đó, khi mới nhậm chức ở Real Madrid, vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng nói rằng Cristiano Ronaldo nằm trong nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay. Tuy nhiên, trong phát biểu trước báo chí vào ngày hôm qua, huấn luyện viên Benitez đã sửa sai và tự hào nhận xét rằng Ronaldo là cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng CR7 cần phải tập trung tinh thần cho đội bóng của mình hơn những việc khác. Vụ việc đạo logo Olympic của nhà thiết kế người Nhật lại tiếp tục được đưa ra xem xét tại tòa án Leeds, nước Bỉ vào hôm qua ngày 22 tháng 9. Vụ kiện tụng diễn ra từ đầu tháng 7 khi nhà thiết kế người Nhật công bố logo của Olympic năm 2020 và vấp phải các tranh chấp từ nhà thiết kế người Bỉ Debbie. Tuy nhiên, các nhà tổ chức Olympic đã đi đến quyết định cuối cùng sẽ không cho phép sử dụng logo này. Không phải là vì xác nhận nó là bản sao chép, mà là vì họ không muốn có quá nhiều vụ việc lùm xùm xảy ra quanh vụ việc. Dù vậy, Debbie nói rằng ông vẫn sẽ không chấp nhận và bị thuyết phục trước những lập luận của IOC.